Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với video của Hỏi Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy cưa xích Actin 017 cho anh em. Con này hàng của Đức nhà anh em đời đầu. Dòng này thì nó thiết kế theo cái dòng 170 nha các nhá. Phụ tùng thay thế rất là sẵn. Anh em nào ưng ý thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nha. Làm thích zin, làm dài 40 thì cái đốc còn được 35 nhá. Bộ zin Actin hết, tất cả đều có mộc Actin hết nha các nhá. Đó, đời đầu. Giá con này thì bên em bán giá là 2.800.000, bên em bao ship tận nhà. Nên là chốt thì bên em có số điện thoại 0345 05399 nhá. Bên trong máy móc là nguyên zin nguyên bản hết nha các nhá. Đó. Với dòng này thì nó làm áo màu nâu nha các nhá, không phải áo màu đỏ như màu cam như các dòng khác. Đó, nên là anh em nhìn màu nó không được bắt mắt lắm. Đó, như là máy full zin, êm, nổ ngon nha các nhá. Đó, con này thì giá là 2.800.000 thì bao ship tận nhà cho anh em rồi. Anh em không có mất tiền phí ship vận chuyển và được tặng kèm cho anh em là một chiếc rũ xích, một chiếc tim mở buji và một chiếc tô vít chỉnh xăng gió nha các nhá. Đó, thì tất cả đang hoạt động ngon lành hết, làm xích zin. Đó, xích còn được tầm 80%. Rồi sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Con này thì sử dụng xích 91 nha các nhá, xích mini 91. Rồi, sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn. Chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nhá. Em xin cảm ơn toàn thể anh em nhé.